chào tất cả quý vị và các bạn. Trà là một thức uống rất quen thuộc với mỗi người dân Việt Nam. Thưởng thức tách trà vào buổi sáng là thói quen của rất nhiều người, giúp tinh thần sảng khoái và rất tốt cho sức khỏe. Ngày xưa các cụ hiểu trà, trước khi thưởng thức trà thường tìm hiểu rất kỹ về nguồn gốc xuất xứ, cách trồng, cách chế biến và chăm sóc. Những cánh trà nhỏ đều nhỏ, tăm tắp, cong và mềm mại là một trong những tiêu chí để đánh giá trà ngon, kết hợp với nghệ thuật pha trà giữa ấm và nước để tạo lên những tách trà thơm ngon. Trà ngon là sự hội tụ đầy đủ giữa hương và vị, thiếu một trong hai sẽ làm mất đi cái giá trị của chén trà. Người thưởng trà thường đề cao cái hương thuần khiết hơn, sau đó mới đến vị của trà. Có rất nhiều những hương vị trà khác nhau để lựa chọn cho mình được một cái vị trà phù hợp mà mình yêu thích thì không có gì quý bằng. Để đánh giá phẩm chất trà, ta có thể quy chuẩn thành 5 tiêu chuẩn chung bao gồm hình, sắc, hương, vị, hóa. Đó là những loại trà lá dùng để pha ấm. Còn đối với những loại trà bột hay trà túi nọc thì có thể sử dụng một vài tiêu chuẩn. Trước tiên là hình của lá trà trước khi đem ra pha. Tiếp đến là sắc, nghĩa là cái màu nước trà sau mỗi lần pha có sự thay đổi như thế nào. Và tiếp đến là cái phần hương, là mỗi lần pha cho ra cái hương vị khác nhau hay cùng chung một cái đặc điểm là cái hương, mùi hương đó. Và tiếp đến là vị, vị của trà sau mỗi lần pha sẽ thay đổi như thế nào. Và tiếp đến là hóa, nghĩa là sau mỗi lần pha sẽ cho ra cái sắc trà nó có đặc điểm ra sao. Và sau đây chúng ta sẽ đi phân tích đánh giá từng tiêu chuẩn một để chúng ta có thể hiểu rõ hơn về cái phẩm chất trà. Đầu tiên là đánh giá hình của lá trà khô trước khi pha. Mỗi loại trà có một đặc điểm hình dáng khác nhau thì chúng ta phải đi cái nhận biết hình dáng chuẩn, rồi màu sắc lá, phẩm chất lá trà đó là chồi, búp hay là ná, rồi tỷ lệ tạp chất, độ ẩm của trà, hương thơm của lá trà. Và tiếp đến là cái phần đánh giá sắc của nước trà sau mỗi lần pha. Mỗi một loại trà sẽ có một màu nước đặc trưng riêng. Thì đối với những loại trà chúng ta phải nhận biết được là đâu là cái màu sắc đặc trưng, rồi kiểm tra xem cái độ trong của chén trà có trong hay là đục, rồi độ bền của sắc nước trà sau nhiều lần pha. Và phần thứ ba là đánh giá cái hương thơm của nước trà sau mỗi lần pha. Thì mỗi một loại trà sẽ có một mùi hương đặc trưng riêng, rồi cái chất lượng hương thuần khiết, tự nhiên hay là hương liệu, chúng ta có thể là những người sành trà có thể nhận biết được cái điều đó rất là dễ. Và cái độ đậm và thoảng của hương, độ lưu hương của từng chén trà và thời gian hương còn đọng lại trong miệng có được lâu hay là nhanh. Phần thứ tư là đánh giá vị thay đổi của từng chén trà khi uống, tính chất của vị, rồi cái độ đậm nhạt của vị, độ bền của vị, nghĩa là dư vị còn lưu lại trong cổ họng sau khi uống. Con người có thể cảm nhận được 4 vị khác nhau: ngọt ở đầu lưỡi, mặn ở gần trung tâm, chua ở hai bên cạnh lưỡi và vị đắng chát ở phía sau lưỡi. Vị ngọt cần phải phân biệt ngọt của hương thực phẩm hay ngọt tự nhiên thuần khiết. Vị chát của trà là do thành phần của tannin có trong lá chè, cành và thân cây chè. Trà có phẩm chất tốt hay tỷ lệ lên men cao sẽ làm giảm đi cái chất tannin trong trà. Các vị lạ lẫn trong trà sẽ làm giảm chất lượng của chén trà. Trà tốt phải đảm bảo vị thuần khiết. Phần cuối cùng là chúng ta đánh giá hóa, sự biến hóa của lá trà sau khi kết thúc pha. Chúng ta lấy sắc trà ra khỏi ấm và cho vào bát nước lạnh để thấy rõ được cái hình lá trà sau khi pha. Cánh trà khô hãm trong nước sôi sẽ lở ra, cho hình ảnh lá trà ban đầu khi thu hoạch về. Đặc biệt chú ý là cái mùi thơm của lá trà sau khi pha vẫn phải còn. Dựa vào đây sẽ kiểm định lại lần nữa phẩm chất của nguyên liệu để kết luận chính xác. Trà kém phẩm chất sẽ không có đặc điểm về bề ngoài, màu sắc, độ dẻo và nhiều mảnh vụn.
Ngoài các tiêu chuẩn về hình sắc hương vị hóa một loại trà tốt, danh trà còn phải đảm bảo đầy đủ các tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm, rõ ràng nguồn gốc xuất xứ, đạt chuẩn Việt Gáp hữu cơ. Và sản phẩm đó thì phải thân thiện với người tiêu dùng và được người tiêu dùng lựa chọn, và cũng như là nó đảm bảo tốt cho sức khỏe của người tiêu dùng. Thường trà đầu tiên và hết sức quan trọng là hương, sau đó đến vị của trà. Không thể quên được câu nói lưu truyền rằng trà vừa sấy, cà phê vừa sao, chọn trà đúng loại, đúng phẩm chất, đúng thời điểm sẽ cho ra chén trà thơm ngon. Vừa rồi là những chia sẻ của mình về 5 phẩm chất trà. Và quý vị theo dõi video, quý vị thấy hay, hữu ích thì hãy comment dưới phần bình luận để ủng hộ cho Trà Tiên Lầu. Cũng như quý vị chưa đăng ký kênh thì hãy bật nút đăng ký kênh để hàng ngày chúng ta được theo dõi những video hữu ích mới nhất từ Trà Tiên Lầu. Một lần nữa, Trà Tiên Lầu xin kính chúc tất cả quý vị và các bạn có một sức khỏe dồi dào và nhiều niềm vui trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.